Tàu du lịch Amsterdam của Mỹ xuất phát từ Sihanoukville, Campuchia, đưa du khách từ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc cập cảng Tiên Sa thành phố Đà Nẵng. Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng Tiên Sa thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Dương lịch 2024, đưa hơn 2.000 du khách và gần 800 thuyền viên đến thành phố Đà Nẵng. Tại cầu cảng Tiên Sa, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã chào đón các du khách đầu tiên đến Đà Nẵng qua đường biển và gửi lời chúc mừng năm mới 2024 cùng màn múa lân, hoa và quà lưu niệm. Các du khách sẽ có một ngày trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như chùa Linh Ứng, danh thắng Ngũ Hành Sơn, lăng đá non nước, bảo tàng Điêu Khắc Chăm và tham gia các sự kiện của thành phố đón chào năm mới. Kết quả của năm 2023 đã cho thấy nét mới thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng là lượng khách đi bằng đường biển tăng mạnh với 22 chuyến tàu mang theo 18.000 lượt khách, tăng 36 lần so với năm 2022. Thưa quý vị, dự kiến trong năm mới này, thành phố Đà Nẵng đón 45 chuyến tàu biển với hơn 40.000 lượt khách. Khi đó, thành phố Đà Nẵng tăng cường quảng bá, xúc tiến thị trường khách du lịch qua đường biển, góp phần phấn đấu đạt được mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.